Trong tập trước, cả bà con đã có một phen hoảng loạn, sợ hãi khi gặp phải bác tu trưởng có ngoại hình quá là đen đuốc. Còn cả ba cha đều rất vất vả trong công việc đào đất làm bếp nấu ăn, nhưng khó hơn là ở chỗ phải tiết kiệm tất cả các nguyên vật liệu. Sau bữa tối, các cha và con sẽ trải qua một đêm như thế nào? Ba thấy là cả ngày nay là con làm công việc làm đội trưởng là con rất là giỏi luôn. Và ngày mai nhiệm vụ của con là phải nghe lời đội trưởng. Đội trưởng hướng dẫn mình là phải thành vâng lời nha. Hai cha con ngủ bên Minh, Minh bệnh lớn quá à, buồn quá à. Nên ngủ bác Tâm với lại cái Bun nhà bữa bên buồn chú Danh ngủ nha. Đi không? Muốn đi qua chơi không? Hay là mình ngủ nhà? Thôi con ngủ. Chú Hân mình vui vẻ bác Tâm nha. Rồi, bà ấm về nè, con lạnh rồi bà ấm. Dạ, bắn xuống rồi. Rồi, con đưa đi bộ đóng ra. À, đây, anh Phong đây. Em Danh đây. Yeah. Ờ, anh, sao hai cha con ngủ bên đó ổn không? Hai cha con đều đang thích cái lều ở đây. À, tưởng nếu mà muốn cho bé chị Trâm thoải mái thì qua bên tụi em ngủ nè, chỗ em còn rộng lắm. À, bây giờ vậy đi, để hai bố con sẽ ngủ ở đây trải nghiệm. Nếu mà thí dụ như khuya mà lạnh quá đó, hay là có gì khó khăn á, thì sẽ gọi cho ba Danh mở cửa. Ok, ok. Ok, bye bye. Heo ơi, ngày hôm nay đi chơi con có mệt không? Ờ, con cảm đúng không? Gặp nay gian nắng nữa, tội nghiệp con trai của ba quá à. Mà hôm nay chơi mấy trò chơi này con có thích không? Thích ha? Không thích hả? Tại sao? Tại sao con không thích? Tại con buồn. Không buồn sao? Tại con buồn khóc quá. Ừ. Tại con muốn nhớ mẹ. Tại con thương mẹ. Thì ngày mai con ráng con sửa đổi là không buồn không khóc nữa nha không? Ngày mai chơi với mấy bạn, với mấy anh, với lại mấy bác này nọ ok chút ha. Giỏi ha, năng động hơn, nhiệt tình hơn nha. Give me five. Yeah. Ngày mai Bun được làm gì á? Đội trưởng. Đội trưởng hả? Đội trưởng là người như thế nào con biết không? Đội trưởng là làm cho các bạn để các bạn làm theo. Con nghĩ là con sẽ làm tốt không? Ừ. Không nói là sĩ Trung làm hay ha, sĩ Trung làm tốt á. Con làm giống như là sĩ Trung và làm tốt hơn nữa, con sẽ được cô tặng quà cho mình. Khi xưa ba bé hơn đã, nghe guitar rung lên không bao giờ xa lạ. Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Đôi khi là gió xưa theo đầy gió, đầy gió. Đôi khi là vui đùa đầu ngõ đã là nỗi buồn. Cầm lại hai xưa, âm dày bao lớn lên sức mạnh phi thường. Bài được không? Được. Con đi gọi bạn Heo với bạn Sĩ Trung dậy nha. Dạ. Hôm nay mình làm đội trưởng đó. Đây, của con đây. Ok, mình đi nha. Con nhớ nhà của bạn Sĩ Trung với bạn Heo không? Dạ nhớ. Rồi, tìm bạn Heo với bạn Sĩ Trung. Con tìm Sĩ Trung trước. S-
sĩ Trung đâu rồi ta? Chẳng thấy nha. Ủa, có ba dễ ợt thì gọi hai ba kia đi uống cà phê. Căn nhà này to hơn, dễ tìm hơn mà bọn Bun không chịu đi tìm căn nhà này. Chào hai cha con. Chào anh. Chào con. Chào, con ngủ ngon không? Giờ con thay đồ rồi đúng không? Giờ con ở đây con đợi đội trưởng đi tìm con nha. Không có đi chung với ba nha, con đi riêng nha. Con đi với đội trưởng nha. Ok, ba Danh đi theo ba Tâm nha. Ok. Ủa, chào đội trưởng. Rồi, đội trưởng muốn gì nào? Sẽ chung đi chơi. Chung đi chơi hả? À, hóa ra là kêu con đi chơi. Cảm ơn tìm nhà. Rồi, nghe lời đội trưởng nha. Bye bye con trai. Đi tìm ba Phong. Có khá là nhiều căn nhà giống nhau. Lời của bác Phong với lại sẽ chung. Ở trước một căn nhà rất là to. Nhưng mà đây có rất là nhiều căn nhà giống nhau. Mình còn khó vậy buôn thì sao ta? Đây đi tìm nhà bạn Heo. Chẳng thấy nhà bạn Heo đâu. Mới đi tìm ở đây. Vậy là cha Tâm đã chạy một vòng trong khá xa. Chắc là thay cho việc tập thể dục buổi sáng đây mà. Đi đến gần hết đoạn đường rồi, cha Tâm mới phát hiện ra một điều. Anh ta ra gần nhà mình à? Bà Phong. Hello. Mới sáng sớm đã gặp phải một thử thách mất sức rồi. Thử thách gì vậy? Đi gọi mọi người dậy. À. Xây. Xây ơi. Xây. Hôm đó ở nhà Bun. Bun, 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 Bun. Rồi nghe lời đội trưởng nha. Bye bye con trai. Mình nói nè. À, đồ bạn có mua loài không? Đây là đội trưởng Bun tập trung các bạn vào trong lời hẹn nhau. Bạn có mua loài không? Đêm qua ngủ có ngon không? Chập chờn gì không? Nó thẳng giấc luôn. Nhưng mà hơi lạnh lắm. Hơi lạnh hơn chỗ nhà Phong á. À vậy hả? Cái nhà to đó, che còn kia là dưới gốc cây luôn. Chào ba Danh, sao giấc ngủ của ba Danh thế nào? Ngon lắm anh ơi. Mà có phải lo cho nó gì không? Không, đâu nó vô ngủ trước em. Chưa là ngủ liền. À, ngủ sai. Đuối lắm rồi đó. Vô tư lắm, nằm xuống là ngủ thôi. Nhà mình mới ngủ á. Ba có Heo đâu? Thôi, có Heo đi lấy đồ ăn. Thôi, kệ vô. Sao rồi? Rồi, bạn đeo vô cho mình đi. Ba. Mình được làm đội trưởng mà bạn đâu chưa được làm. Hay nào bạn Heo mà thấy biển là bạn Heo mới xin được là đội trưởng, được đi tắm biển ha. Cho mình làm. Đội trưởng Bun, nghe này, nhiệm vụ của con là phải từ các bạn ở trong lều này cho đến khi nào được phép ra khỏi lều. Mấy bạn không được ra ngoài chỉ ở trong. Hiểu không? À, biết rồi. Không có được ra ngoài nha chưa? Ai mà ra ngoài là sẽ chua một cái hẹo luôn. Nếu mà ai không ngoan, ai quậy, ai ra ngoài liều thì sẽ trừ 4 huy hiệu. Bun mặc quần màu vàng, vé Heo mặc áo màu vàng. Là màu vàng giống nhau không? Màu vàng này giống nhau ha. Dạ. Ngay sau đây, các cha sẽ bị người của tù trưởng bắt giam tại một địa điểm bí mật. Thực ra đây chính là nhiệm vụ mà chương trình muốn đưa ra để rèn luyện cho các con sự mạnh mẽ và khéo léo, dựa vào manh mối để tìm ra cha của mình. Nhiệm vụ 8, giải cứu cha. Sau khi bị người của tù trưởng bắt giam tại một địa điểm bí mật, mỗi cha sẽ được dùng bộ đàm thông báo cho con biết việc mình bị bắt cóc, sau đó hướng dẫn con đi đến nơi có dấu chân đầu tiên của cha trên cung đường bị bắt cóc. Từ đây, con không được liên lạc với cha qua bộ đàm, mà chỉ dựa vào các dấu chân để đi tìm. Trong 20 phút,
bạn nào giải cứu cha thành công được hai huy hiệu? Chị Trâm chắc mới đầu sẽ hơi sốc á, tại vì chuyện này chưa từng xảy ra. Tâm nghĩ Bun cũng sẽ rất là hoang mang, giống như là tại vì lần đầu tiên trải nghiệm mà, chắc là giống bà Sĩ Trâm á. Khóc và cái chắc rồi, chắc sẽ cũng cố gắng đi tìm giải cứu ba. Nhưng mà đến một lúc sau khi mà đủ rồi thì Sĩ Trâm sẽ thích đi tìm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giúp đỡ con bằng cách là mình sẽ vẽ những cái dấu chân mà nó cụ thể nhất có thể. Nó là cái gì đó gần gũi và quen thuộc nhất với Bun có thể, thì để Bun bám vào đó và tìm ra được ba đẹp nhất cho con. Đi theo ba gì, đi theo ba. Bun đâu có đòi ba gì đâu. Giống mình mất đi tiểu mình ráng chịu, mình đâu có khóc đâu. Mà bây giờ mình gọi ba cho bạn nên bạn đi theo ba ha. Không có gọi chú Chanh được. Alo. Alo, ba có heo hả? Ba ơi, chú ơi, heo nó đòi bố. Heo nó đòi bố, heo nó đòi đi theo bố. Lát nữa nha, đợi lát nữa xíu nha. Rồi lấy cái bố về với heo nha. Bố về rồi với heo rồi đi theo ba. Rồi, ba đến kìa em đây. Rồi, xin mời. Sợ quá. Chết, bạn này đòi ba rồi. Alo, ba có heo hả? Ba ơi, heo đợi ba. Để lát nữa về dỗ heo nha. Ừ. Bưng gọi điện thoại cho nha. Bưng gọi điện thoại rồi lát. Vậy là ông nhốt tôi vô đây đúng không? Có được mở cửa sổ không? Không. Cây khó leo quá ta. Kể từ lúc này, các trà đã được dùng bộ đàm để liên lạc với các con rồi nhé. Mà thì sao mà lại u dữ vậy ba? Ba nói gì con không nghe rõ. Bun ơi, con nghe bố không? Dạ. Bố, con đang nghe nè. Bây giờ mình sẽ chơi trò chơi trốn tìm. Dạ, con hiểu rồi. Rồi, giờ con đi tìm bố nha, con đừng có sợ nha. Bố vẽ cho con hình mặt cười màu hồng. Dạ, con hiểu rồi. Con đi theo là con sẽ nhìn thấy bố nha. Con hiểu không? Con không hiểu thì bố nhắc lại nha. Dạ, con hiểu rồi. Khi liên lạc qua bộ đàm là Bun nói con hiểu rồi. Có vẻ rất là tự tin và mình cũng tin tưởng Bun là sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ này. Rồi, bây giờ nghe ba nói đây. Con nhớ bác tù trưởng ngày hôm qua đó không? Cái bác tù trưởng đó có mấy người bạn đã bắt ba đi xa rồi. Trời ơi là ba. Con hiểu không? Bây giờ ba cần con phải đi cứu ba, đi tìm chỗ của ba. Con hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Bây giờ là ba bị hai cái chú đó bắt. Nhưng mà trên đường đi á, hai chú kéo ba đi thì ba đã nhanh tay ba vẽ lại mấy cái dấu chân của ba rồi. Dạ. Mà hai chú đó không có biết. Đề nghị hai ba kia cũng được xóa dấu chân của cô đội này nha. Chị chiêu quá hả? Màu vàng hay sao thấy? Màu xanh cũng có thấy đâu. Để các con dễ nhận diện dấu hiệu mà các cha để lại, thì cha Tâm đặc biệt vẽ khuôn mặt tròn màu hồng, cha Phong vẽ bước chân màu vàng, còn cha Danh thì vẽ bước chân màu xanh. Hy vọng là cả ba con sẽ hiểu và tìm giải cứu được cha thành công dựa trên những hướng dẫn và những dấu hiệu cha để lại. Nếu mà con bối rối, con không biết cách đi thì con cứ đi theo anh Sì Trâm và anh Bun. Nhưng mà cái dấu ký hiệu của mình là màu xanh dương nha con. Dạ. Ba ơi, đi đâu vậy? Con đã nhìn thấy hình vẽ nào ở trên đường chưa? Dạ chưa. Con đang đứng ở đâu rồi heo? Con đã thấy những cái chiếc mô tô ngày hôm qua mà con thích lái chưa? Dạ. Dạ. Heo ơi, con bấm vô nút con nói mà. Bình thường con rất thích chơi bộ đàm mà, dễ sử dụng lắm con, nhanh lên. Cái chỗ con đang đứng có những cái gì nào?
Dạ, có cát, có cây, có bông hoa, có lá. Bây giờ con đi ra chỗ một cái cổng nha. Ở chỗ đó có một cái bảng ghi là nơi đổ xe. Dạ, con biết rồi. Con cần nói chuyện với bố không? Bấm vào nút nói với bố nha. Con hiểu rồi. Nói hiểu rồi mà sao không thấy động tĩnh gì hết. Con hy vọng mà Buôn sẽ vượt qua được thử thách này và tìm thấy bố. Hôm nay làm đội trưởng mà, chắc là sẽ nghiêm túc hơn và sẽ bản lĩnh hơn. Con phải đi. Bố, con đang ở bên quán cà phê. Bố dẫn con đi. Bố, con muốn uống cà phê. Bố ơi, con muốn ăn kem. Bố muốn ăn kem. Nghe được không đây? Giờ con đi xuống đường đi, con đi về phía tay phải. Xong con đi thẳng một đường đi qua một cái hồ nước. Xong con đi vào một cái cổng này, con sẽ nhìn thấy cái hình vẽ nha. Dạ. Từ quán cà phê đi ra tay phải nha. Con hiểu không? Dạ hiểu. Mày hết rồi. Ba nghe lỡ chưa? Ba giỏi quá, ba tin tưởng heo nha. Ba chờ heo lại cứu ba. Con đi qua một cái cổng nhỏ nha. Rồi con sẽ thấy cái con đường đó. Chưa tìm được gì hết. Chỉ biết trả lời bộ đàm thôi. Con cứ tiếp tục nha. Đi ra cái đường màu trắng á. Cái đường màu trắng, cứ đi thẳng đi. Từ quán cà phê mình đi ra tay phải nha. Bố ơi, con đang đi qua hồ. Con đang đi qua hồ nước nè. Không có nghe gì hết á. Ba, ba có nghe lỡ những cái xung quanh này không? Ba, ba. Heo ơi, con bình tĩnh lại chưa? Nè, heo hết khóc rồi nè. Ba, heo hết khóc rồi nè. Đó, quẹo quanh trời. Đi chung với các bạn nha. Dạ. Thấy tụi nó không Danh? Thấy tụi đằng kia luôn. Hai dấu chân màu vàng nha. Hai dấu chân màu vàng bạn có thấy không? Con thấy được hai dấu chân màu vàng thì nói cho ba biết nha. Con thấy rồi ba ơi. Thấy rồi ba ơi. Con hãy đi tìm những dấu chân tiếp theo nha. Dạ. Bố, con đã thấy cái mặt ở đây rồi. Bố, con đã thấy cái mặt con rồi. Màu vàng, màu xanh. Xong rồi con sẽ tìm thấy bố ở trong ngôi nhà hình tam giác nha. Bố đang ở trong ngôi nhà hình tam giác chờ con. Thôi. Dạ. Ba quẹo quanh đây hả? Ba. Tính Sì Trâm rất là cẩn thận, cũng thích những cái dấu hiệu logic nữa. Có lẽ là Sì Trâm không bị bỏ sót những cái dấu chân đâu. Đó cũng là lý do tại sao mà mình có thể vẽ những cái dấu chân xa thì chúng sẽ tìm được, mình tin là như vậy. Con hiểu rõ chưa? Bây giờ ba bị thu bộ đàm và sẽ không nói chuyện được với con nữa, và con phải tự đi theo dấu chân để tìm đến chỗ ba, hiểu chưa? Dạ hiểu. Con còn quẹo bên trái nè. Chân nè. Con ơi. Ê. Bé bận áo trắng là bé Sì Trâm đúng không? À đúng rồi. Hiện tại đang dẫn đầu, sau đó là bé Heo, và kế tiếp là bé Buôn. Bất ngờ Sì Trâm quay lại kéo hai em đi chung. Ồ oh. Yeah, hai em đi chung. Mình tìm một màu hồng. Không màu hồng ở đây. Màu vàng nè. Đang đi đúng hướng mà nó đang phân vân. Hình như có cãi lộn cái gì đó. Chắc lần này bé Heo sẽ chậm hơn hai anh rồi. Con thấy màu hồng rồi. Mấy ông không khóc luôn giờ. Tới chỗ cái vòng xoay là nó sẽ bị rẽ hướng, vì là nó nhiều dấu chân khác hướng. 1, 2, 3 đi. Sì Trâm màu xanh lắm. À đây. Chỉ đâu đây. Hay quá, Heo đi trước kìa. Nhanh lên. Ôi, tụi nó nhìn
thấy mê mê. Thôi là quán cà phê chờ ba đây. Danh nghĩ là bé Heo vì sợ hai chú tù trưởng đứng ngay hai cái cửa nên không dám vào đây. Bé Heo thường xuyên là như vậy. Bé Heo gặp một cái hình ảnh gì đó mà ấn tượng bé Heo là bé Heo cứ sợ suốt. Và qua ngày hôm sau mà nhắc cái là bé Heo nhớ liền. Hay là sau này bé Heo hư làm chuyện gì hư mà không nghe lời ba mẹ là nhắc cái hình ảnh đó là bé Heo sẽ sợ liền lập tức. Cho nên cái hình ảnh đó mà bé Heo đã sợ, đã ấn tượng rồi, khó bao giờ bé Heo quên lắm. Buôn quay ngược lại. Ở đây nè, phải không? Heo không sợ, đi vòng vòng, đi vòng ngược lại mới ghê. Chùm với lại Buôn với Thương kéo Heo đi vô lại. Giúp bằng Heo hả? Giúp bằng Heo. Ừ. Buôn cũng vậy luôn. Vậy mới hay á. Nó vẫn quanh là đó Heo hả? Mình nè. Dạ, nó vẫn quanh quanh. Heo muốn mình nè. Mô tô anh. Ừ. Nói nè. Đằng kia á. Chỗ đằng kia ngồi lẻ hả? Heo sợ tù trưởng. Chị Trâm thấy có một người trang điểm ở trên cái này hả, cái mặt đó hả? Không hiểu. Thôi bữa năm đi sợ đâu. Sợ lắm. Bữa năm đi không? Không có sợ đâu. Nó hù là nó chào thôi. Nhớ lúc đó không? Hù là chào thôi. Không. Nghĩa là bắt chào. Mà mình tưởng là hù. Bắt chào nè, chào bác không? Chào. Không. Vậy mình tự đi nha. Gì? Thôi sợ lắm. Sợ hả? Sợ hả? Sợ lắm. Sợ quá. Sợ quá đây, bà đến đây cũng sợ. Ủa sao không thấy tụi nó đâu hết trơn trời? Chú bé đứng ở kia, con có nghe thấy một cái tiếng gì đấy hù hù không? Dạ, con phát hiện ra là con thấy rồi. Con thấy ai? Con thấy... tư trưởng rồi. Mấy ông này trốn đi, nó mới xuống. Dạ... Bạn gì trong kia bay lại cho con? Muốn đi tìm ra con không? Bây giờ mình tự đi nhá. Con sợ cái gì? Cảm ơn mấy bạn đi. Sợ quá. Sắp chết luôn rồi. Đây nè. Một người đứng. Ví dụ đây. Một người đứng ngồi lại. Nó chạp, nó dễ thương lắm á. Sợ quá. Sợ quá đó. Không sợ bao giờ đâu. Sợ. Nó sẽ hù hù nghĩa là chào thôi. Chào không có khóc đâu. Lúc đó mình bị khóc một lần rồi. Sợ. Người làm thử đi. Không. Sợ lắm. Làm nó đó. Làm như thế nào vậy? Đi rồi anh nói gì mà chứ không? Không kìa. Sợ quá. Không có sợ bao giờ nha. Nếu không thì ba sẽ trở thành khác. Không. Rồi dẫn cho con đi xuống này rồi. Trả ba cho con đi. Hãy cố lên nào. Bé Heo dũng cảm của cha Danh đâu mất rồi? Con nhớ trong hành trình trước. Cha ba, bé bắt cóc rồi. Ba có bình đẳng đi như bé. Ba có bình đẳng đi như bé. Bây giờ thì hãy bình tĩnh, lấy lại tinh thần và tiếp tục giải cứu cha thoát khỏi nơi giam giữ của tù trưởng nha bé Heo. Không sao đâu Buôn. Thì Trâm với thằng Buôn đang đi chung á. À dạ. À có hai bạn đang xuống. Lấy. Không sợ đâu. Nó thấy tù trưởng nó sợ. Kìa, đang đi vô kìa. Đừng sợ Heo ơi, ba trong đây nè, chạy vô.
chạy theo anh xì chum. Được chưa? Dạ chưa. Vậy con muốn cứu ba không? Dạ muốn. Con nhà ba rồi trưởng. Con đi giải cứu ba đúng không? Dạ. Con tìm được ba chưa? Dạ chưa. Nhà con tìm được ba là bác sẽ thả ba con ra về với tụi con. Dạ. Bây giờ giúp mấy anh đi tìm ba mấy anh. Ba. Ba. Con đâu? Ba con ở bên phòng này nè. Bố con mình tìm thấy nhau rồi. Con mừng không? Ôi, bố đợi con lâu quá. Con đi tìm bố khó không? Mừng quá, con cứu được ba rồi. Ba bị hai cái ông tù trưởng nó bắt giữ khóa lại luôn, ba không có ra được. Con đi sao mà hay vậy? Được luôn, thành công luôn. Thực ra thì trong cái thử thách lần này thì thiếu sót của Ba Phong đó là không có diễn như giả bộ như là mình bị bắt cóc thật. Giả sử đặt một cái tình huống là ba bị bắt cóc gần như là thật á, thì có lẽ Sì Chum sẽ không tỉnh táo đến mức như vậy đâu. Vượt qua chặng đường dài, vượt qua cả nỗi sợ hãi, ba bạn nhỏ đã rất xuất sắc trong việc giải cứu cha. Vì vậy mỗi bạn rất xứng đáng được tặng thêm hai huy hiệu. Xin chúc mừng. Tuy ban đầu các bạn nhỏ còn mang nhiều nỗi sợ trong lòng vì vừa phải xa cha lại vừa ám ảnh về hình dáng của bác tu trường, nhưng cũng chính nhờ nhiệm vụ này mà ba bạn nhỏ đã ngày càng trở nên thân thiết và còn biết tương trợ lẫn nhau. Các bạn nhỏ hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và đoàn kết đến cuối hành trình nhé.